chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Ngọc Phương Mai. Trước đây thì Phương Mai có tham gia thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Lê Chí Linh. Và nhờ tham gia thử thách này mà đến hiện tại Phương Mai đã có một cái kênh TikTok sở hữu 2,7 triệu người follow. Và có 2,7 triệu người follow này nó đã thay đổi hoàn toàn công việc kinh doanh của Phương Mai. Trước đây thì Phương Mai phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo. Một tháng Phương Mai có thể chi vài chục triệu cho việc quảng cáo nhưng mà không hiệu quả nữa. Và từ khi Phương Mai có được thương hiệu cá nhân ở trên TikTok 2,7 triệu người follow á, thì bây giờ Phương Mai không phụ thuộc vào quảng cáo nữa. Khách hàng tự đến với mình và Phương Mai đã tăng trưởng tốc độ kinh doanh lên gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Và lúc đầu tiên khi Phương Mai mới bắt tay vào việc xây kênh TikTok á, thì Phương Mai cũng sợ lắm cả nhà. Phương Mai sợ là mình chưa được đẹp, rồi Phương Mai không biết cách diễn xuất, rồi Phương Mai quá ốm. Nhưng mà sau đó anh Linh có nói với Phương Mai một câu là em cứ làm đi, em cứ làm, em cứ bắt đầu làm thì kết quả nó sẽ đến. Và Phương Mai nghe như vậy nên Phương Mai cũng bắt đầu chọn cho mình một cái chủ đề để mình đi, rồi sau đó mình tập làm những cái video dần dần. Và bây giờ thì mình đã quen với điều đấy rồi. Nên nếu như các bạn còn quan ngại cái việc là có nên tham gia thử thách này hay không thì Phương Mai khuyên là mình nên tham gia nhé. Bởi vì trước đây Phương Mai cũng rất là sợ, nhưng bây giờ Phương Mai đã làm được rồi thì Phương Mai tin là các bạn cũng sẽ làm được giống như Phương Mai. Và chúc tất cả các bạn sẽ có những cái kênh TikTok hàng triệu người follow và những cái video hàng triệu người xem, từ đó có thể phát triển công việc kinh doanh của mình nhé. Rồi, xin chào.